Xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là ngày hôm nay, VinFast đã công bố lộ trình áp dụng giá 30 cho ô tô và xe máy điện. Sau một tháng mở bán với mức giá đặc biệt là 30 cộng ưu đãi, ngày 25 tháng 12 năm 2018 thì VinFast công bố lộ trình điều chỉnh giá bán ô tô và xe máy điện. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến tháng 9 năm 2019, VinFast sẽ tiến hành 3 đợt điều chỉnh để đưa giá bán sản phẩm về mức 30. Đây vẫn là mức giá có lợi cho người tiêu dùng vì chưa bao gồm chi phí đầu tư, chi phí tài chính và lợi nhuận của doanh nghiệp. 30 cộng ưu đãi là giá bán đặc biệt dành cho ô tô và xe máy điện của VinFast thời gian đầu ra mắt, trong đó phần ưu đãi dành cho khách hàng mua lô sản phẩm đầu tiên rất cao, giảm đến 20-42% đối với ô tô và 38% đối với xe máy trên mức giá 30. Giữ đúng cam kết với khách hàng, sau khi bán hết sản phẩm của lô hàng đầu tiên, VinFast quyết định điều chỉnh giá bán sản phẩm. Trên nguyên tắc, giữ nguyên chính sách 30, chỉ giảm dần phần ưu đãi cộng thêm. Trong đó, xe máy điện thông minh Clara sẽ có 3 đợt điều chỉnh giá vào các thời điểm mùng 1 tháng 1 năm 2019, mùng 1 tháng 3 năm 2019 và mùng 1 tháng 5 năm 2019, tương ứng với mức ưu đãi là giảm 30%, 12% và về 0% với giá bán 30. Sau ngày 30 tháng 4 năm 2019, giá bán xe máy điện thông minh Clara sẽ dừng ở mức 30 là 51,8 triệu đồng trên xe đối với phiên bản pin lithium ion và 30,9 triệu đồng trên xe đối với phiên bản acqui acid trì, giá chưa bao gồm VAT. Đối với ô tô lắc và pha điều, mức giá 30 cộng ưu đãi được duy trì từ nay đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2019, nhưng mức ưu đãi giảm dần theo 3 đợt từ mùng 1 tháng 1 năm 2019, mùng 1 tháng 5 năm 2019 và về 30 từ mùng 1 tháng 9 năm 2019. Cụ thể, khi về mức 30, chiếc SUV Lux SA 2.0 có giá 1,818 tỷ đồng. Chiếc sedan Lux A 2.0 có giá 1,366 tỷ đồng và pha điều có giá 423 triệu đồng. Các giá trên chưa bao gồm VAT. Như vậy, trong năm 2019, khách hàng mua sản phẩm của VinFast vẫn tiếp tục được hưởng mức giá 30 với giá bán bằng đúng giá thành sản phẩm cộng với chi phí bán hàng. Đây là chính sách hỗ trợ đặc biệt từ nhà sản xuất nhằm giúp đông đảo người tiêu dùng có thể tiếp cận và trải nghiệm các sản phẩm đẳng cấp cao, kiểu dáng và thiết kế châu Âu với giá rất tốt. Việc VinFast công khai lộ trình giá sản phẩm thể hiện tinh thần minh bạch và cam kết nghiêm túc với khách hàng, đồng thời tạo điều kiện để khách hàng chủ động chọn thời điểm mua xe hợp lý nhất. Chính sách 30 là chính sách đặc biệt của VinFast hướng đến các khách hàng có nhu cầu sở hữu ô tô và xe máy điện thông minh. Chúng tôi mong muốn khách hàng sẽ lựa chọn được thời điểm mua hợp lý với mức giá tốt nhất, từ đó góp phần thiết lập thói quen sử dụng phương tiện giao thông an toàn, chất lượng, cùng chung tay xây dựng niềm tự hào Việt Nam, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup khẳng định. Hiện nay, VinFast đang xây dựng kênh phân phối rộng khắp cả nước với 15 showroom trưng bày sản phẩm, 136 điểm bán hàng và 22 đại lý ủy quyền bán xe máy điện trên toàn quốc. Đồng thời, VinFast cũng đang thiết lập một hệ sinh thái dịch vụ đặc biệt, bao gồm các tổ hợp dịch vụ, trạm sạc, hệ thống trung tâm chăm sóc khách hàng và các điểm bảo hành, sửa chữa các sản phẩm, phục vụ cho sản phẩm ô tô xe máy điện khi đi vào lưu thông.